À, xin chào cả nhà, hôm nay bên em lại tiếp tục nâng cấp và tăng trang cho chiếc Mitsubishi DC Laser, bộ khóa thông minh này. Về bên ngoài là bộ khóa thông minh và xếp gương theo remote. Rồi, bây giờ em nổ máy đi, từ xe này, chiếc gương sẽ tự động xe ra, các bạn thấy không? Chiếc xe đã nổ máy để làm không gian bên trong mát hơn trước khi vào xe. Rồi, chúng ta có thể tắt từ xa. Đó, tắt thì chiếc gương đã cập lại. Chiếc xe đã được bên em hút này và đã đánh bóng đèn. Đó, đánh bóng đèn ha. Đánh bóng đèn. Và bát lại nguyên xe. Chiếc mâm thì bên em mới xử lý cái logo cho nên là hiện tại là chưa tháo ra này. Về bên trong. Sau ban này mình lên tắp bi ha, tắp bi đã bọc da lại, trần da và các góc chữ ABC. Nhìn mới mẻ hơn, sang trọng hơn rất là nhiều. Giờ em sẽ đi bao quát nhanh bên ngoài một vòng nha. Xe đã mới hẳn ra. Rất là bóng bẩy. Rồi, cho anh mượn cái mót. Thôi em ra nổ luôn đi. Em vào trong. Đây là bây giờ em sẽ giới thiệu bộ khóa thông minh này. Đây. Rồi bên trong. À, chiếc xe đã lắp cửa luôn rồi. Rồi em bấm mở cửa đi. Tại vì khi chúng ta đề nổ từ xa là sẽ lắp cửa nha. Tại thì bên em đang làm lại che cái khóa zin và đây là nút đề. Cái khóa zin hiện tại là đang chờ khô thì mới xử lý. Và chiếc xe đã lên màn hình Android này. Hư hết rồi. Rồi vậy được rồi. Bây giờ em muốn làm gì vậy em làm đi.